sau đây mình mời mọi người ha cùng thưởng thức tô bún tôm tích với giá là 33.000 đồng tại quán Phúc iPhone tại Vĩnh Long đến ngày ufi.com bảo hành mãi 12 tháng, 1 đổi 1, bảo hành pin trọn đời. Hello, xin chào mọi người, mình đang ở khu dân cư phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nơi đây có một chỗ bán bún Thái và bún tôm tích rất là nổi tiếng, ngon và đặc biệt, và giá cả rất là phải chăng luôn mọi người. Đó là quán Phúc. Thì sau đây mình xin giới thiệu với mọi người ha, và mời mọi người đi cùng mình vào trong quán thưởng thức cái tô bún tôm tích nha mọi người. Đây là bảng hiệu của quán nha mọi người, quán Phúc bún Thái, bún tôm tích, hủ tiếu mực. Đó là những cái món mà đặc sản của quán. Đây là bảng thực đơn của quán nha mọi người. Đây là quang cảnh xung quanh của quán rất là đông khách luôn. Sau đây mời mọi người ha cùng thưởng thức tô bún tôm tích với giá là 33.000 đồng tại quán Phúc nha mọi người, trong khu dân cư metro nha mọi người. Mình rất là hấp dẫn ha. Thì ăn kèm với cái bún tôm tích này thì là mình thấy có một dĩa rau ha, rất là tươi xanh luôn. Và đây là nước chấm nè mọi người, rất là hấp dẫn mọi người ha. 2, 4, 6, 7 con tôm, rất hấp dẫn luôn. Và sau đây mình mời mọi người ha cùng dùng và thưởng thức cái vị để đánh giá chung với mình nha. Sau đây mình trước tiên ha mọi người cùng thưởng thức tô bún tôm tích với giá là 33.000 đồng tại khu dân cư metro ha, ở quán Phúc nha mọi người. Đây là nước dùng nè trong tô bún tôm tích nè mọi người. Đây mọi người cùng thưởng thức chung với mình nè. Cái vị nước dùng của cái tô bún tôm tích này á thì có vị là cay, ngọt ngọt và mặn mặn nhẹ. Mọi người cũng xem nha, nhìn rất là hấp dẫn nha mọi người. Nguyên con tôm này trắng phao luôn nha. Đây là mặt sau của nó đây mọi người. Rồi mình sẽ thử cái vị của tôm tích này nha mọi người. Rất là dai ngọt. Cái thịt tôm tích này á có một mùi vị rất là đặc trưng mà những cái loại tôm khác đó không có được mọi người. Em nói là tuyệt vời luôn mọi người. Từ đó giờ mình mới được thưởng thức mà cái con tôm tích ngon đến như vậy luôn. Đó mọi người xem, đây là chả cá chiên nha, mình sẽ thử cái vị nha. Chả cá chiên nè, thì có mùi thơm là tự nhẹ, có vị là mặn mặn lạt lạt nha mọi người. Đó, ngoài ra trong cái tô bún tôm tích này á mọi người xem ha, đây là tàu hủ chiên nè, cái món là ngon nha. Để mình thử coi cái vị này nó ra sao nha mọi người. Cái tàu hủ chiên này á, ở bên trong là nó không có ruột nha, nó gần như là chỉ có lớp vỏ của tàu hủ chiên ngoài thôi, mà đã được là thấm sẵn gia vị ha, ngọt ngọt mặn mặn và rất là thơm luôn mọi người, cực kỳ đặc biệt luôn. Tàu hủ chiên cũng rất là ngon nha mọi người. Đó, vậy là mình đã giới thiệu xong với mọi người tô bún tôm tích với giá 33.000 đồng tại quán Phúc trong khu dân cư metro ha. Nếu mọi người mà có dịp đi ngang qua Cần Thơ thì xin mọi người ghé đến quán Phúc để thử cái tô bún tôm tích ngang. Cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video sắp tới.